Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 1-800-NEW-DOCTOR hoặc 714-898-0765. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi tới phần chót, phần thứ tư của mình. Ngay bây giờ mình có một người thành viên gọi vô có một câu hỏi rất là hay. Cô cắt nghĩa cái câu hỏi của cô trở lại cho quý vị biết đi cô. Dạ, thưa, tôi tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai. Dạ. Tôi 58 tuổi, tôi ở Santa Barbara. Dạ. Tôi bị thương tích vấn đề ở sờ làm. Dạ. Đau xương cổ. Dạ. Xương lưng. Dạ. Xuống dưới hai đầu gối. Dạ. Mà có bị đau, có bị đau lâu như vậy cô? Dạ thưa 4 năm rồi thưa bác sĩ. Rồi, xin hỏi một câu nữa nha, cô này làm việc gì vậy? Cô này có nói về việc làm với cô đó thì cô làm việc gì vậy? Dạ thưa tôi làm việc housekeeper. Oh yes. Okay. Dạ. Mà năm nay cô mấy tuổi cô? Dạ thưa tôi 58 tuổi. 58 tuổi. Cô thật ra rất là lâu dài, bây giờ bác sĩ gia đình có cho uống thuốc gì không cô? Dạ thưa bác sĩ, gia đình tôi không có dính vào cái việc thương tích sợ làm. Dạ. Tôi có đi bác sĩ xương, bác sĩ cho tôi uống nhiều loại thuốc. Đúng. Với tôi có chụp MRI. Uh-huh. Thì cái xương cổ đó, thì cái paper disc á, cái paper disc á, bây giờ bác sĩ muốn injection á. Tôi sợ chích. Rồi bây giờ đó bác sĩ cho tôi uống nhiều loại thuốc. Đúng. Bây giờ nhiều loại thuốc, với cái loại thuốc mà tôi lo sợ nhất đó là GONEGRAN, là cái loại thuốc đó uống có một ngày một viên thưa bác sĩ. Cô đánh bằng trở lại đi cô. Ok, Z like a zebra. O N E G G like a giraffe. R A N Zonagran. Chị David có biết cái đó không? Cái đó tôi không biết à. Cái đó để tôi kiếm để cái nói thật cái đó tôi không có nghe, nhưng mà cái không biết là cô có thể đánh dần có đúng hay không, nhưng mà cái thuốc này thì chưa có biết là có thể nó là một cái thuốc dược thảo hay là một cái thuốc gì đó mà mình chưa cái lần nào mà mình dùng cái thuốc mà tên cái này hết trơn á. Zonagran. Ok, tôi đánh dần lại nha. Z like a zebra. Yes. O like a oatmeal. N like no. E like elephant. Yeah. G like gala. Yeah. R like run. A like apple. Yeah. N like no. Thì bây giờ nói cho cô biết nha. Thứ nhất là cô này đã làm việc lâu dài mà làm housekeeping. Thì cái housekeeping á, cái việc làm của mấy người bệnh nhân này á, rất là nặng. Thì cái lý do mà mình bị đau nhất cái neck là cái cổ, với lại đau nhất mấy cái đốt xương lưng, có khi đau nhất mấy cái bắp thịt á, là tại vì nó gọi là overuse syndrome. Nó là sao, mình làm một cái động tác tái đi tái lại nhiều lần quá, nó làm cho mấy cái bắp thịt nó bị chai, có khi nó làm cho mấy cái xương nó bị đại khái là nó bị yếu, hoặc là nó không phải là nó bị giọt bẻ. Hèn chi thường thường mấy bệnh nhân mà làm mấy cái việc mà nặng nề á, thì mình nghĩ tới là thường thường nó là mấy cái nó gọi là cái mechanical abnormality của mấy cái đốt xương. Tuy nhiên nếu mà cô này mà đi bác sĩ gia đình mà người ta cho mình uống thuốc nhiều rồi đó mà không thấy đỡ, thì có khi mình phải làm cái x-ray để làm, hoặc làm cái MRI để coi mình có bị mấy cái dây thần kinh nó có bị cấn không, hay là mấy cái đốt xương nó có bị gãy không, hay nó có bị lệch đi không. Thì cô ta này đã làm cái MRI rồi, thì cái MRI có khi nó sẽ show á, là mình bị cái dây thần kinh nó hơi bị cấn, phải không cô? Dạ, thưa đúng.
Bây giờ bác sĩ cho lại cho tôi uống cái loại thêm cái loại thuốc là G A B A P. Gabapentin. G-A-B-A-P-I-N. Yeah. Thì cái thuốc này á, là thuốc nó sẽ giúp cho cái dây thần kinh của cô đó, để cho tại vì mình làm lâu dài quá, khi mình bị cái kiểu mà cấn dây thần kinh nó làm cho mấy thần kinh nó bị yếu, nó làm cho mình bị tê tay tê chân, hay chỉ uống mấy cái thuốc này thì nó sẽ giúp nó modulate cái pain fiber của mình, nó sẽ giúp cho cô này đỡ cái sự đau nhức. Mà tại vì cái thuốc này rất là an toàn, hay chỉ thường thường mấy người bác sĩ gia đình người ta dùng rất là nhiều, hay chỉ nếu mà cô uống cái này mà cô thấy đỡ đó thì không, cô không có chưa gì mà cần nghĩ tới cái vụ chích đâu. Tại vì thường thường mình chích á, nó cũng sẽ giúp, nhưng mà nó sẽ giúp temporary thôi. Chừng nào cô thấy là mình sự đau nhức nhiều quá, hay là mình bị tê tay tê chân tới nào mà nó ảnh hưởng tới cái việc làm mỗi ngày của mình á, nó gọi là activity of daily living á, thì mình tới cái mức đó đó thì mình mới nghĩ tới là có thể mình phải làm thêm, là làm có thể mình chích, có khi là mình phải tới cái mức mổ. Nhưng mà nói thiệt cô, cái đó là cái last resort nha. Còn cái mà cái giờ trước mắt á, thì nếu mà cô này mà có thì giờ tập thể dục á thì nó sẽ giúp cô rất là nhiều. Là tại cái việc làm của nó take a lot out of your body, nó làm hại cái người của cô lắm. Là tại vì cái việc làm của cô nó cũng rất là nặng đối với là cái người của cô ạ. Dạ. Trở lại đó. Thưa bác sĩ, cho em hỏi cái này. Em đã thử 12 loại thuốc. 12 loại thuốc do bác sĩ xương, về xương. Rồi bây giờ ông ta mới là đề cập tới chích, rồi kế tới cái chích khoảng được 4 lần, nếu mà không bớt thì là họ sẽ giải phẫu. Dạ thưa bác sĩ, có cứ đây đi, có tốt không hay là... Thì có mấy cái tuần trước á, tôi với bác sĩ đi là nói về cái giải phẫu của cái lưng đó. Thì cái giải phẫu của cái lưng đó, nó rất là phức tạp cô nha. Mình đừng có nghĩ là mình giải phẫu nó sẽ đỡ nhiều. Cái lý do là cái lý do mà mình bị đau cái lưng á, rất là nhiều lý do. Một là có thể là mình bị bắp thịt, một, hai là có bị gai, ba là bị gắn dây thần kinh, bốn là bị stress, năm là bị ngủ không được, sáu là bị giống như là bị buồn phiền. Nó làm mấy cái này nó cộng với nhau, nó làm cho mình bị đau lưng. Hồi chứ nếu mà mình có mổ á, mình chỉ solve được one lý do thôi à, là sao? Nếu mà thấy dây thần kinh bị cấn á, thì nó sẽ release cái chỗ cấn này, thì nó sẽ solve được cái lý do đó thôi. Còn mấy cái lý do khác giống như việc làm của cô, bắp thịt của cô, cái stress của cô, nó vẫn còn nằm đó. Hay chứ dù cô có mổ, có người phần đông á, người ta thấy là sau khi mổ mấy người không đỡ, là tại sao? Tại vì cái đau nhức của lưng nó rất là nhiều lý do. Hay chứ mình mổ xẻ, mình chỉ solve được one reason thôi. Okay, hiểu không? Hay chứ cái mổ xẻ đó lúc nào cũng là một cái last resort, cái bước chót đúng rồi. Bác sĩ David Đặng nói là rất là hay, là trước khi mình đi tới cái bước chót này đó, mình phải thử tất cả mấy cái khác đó, là nghĩa là mình stretching, mình giãn bắp thịt, mình tập thể thao, mình làm vật lý trị liệu, mình uống thuốc giảm sưng, giảm đau và giảm muscle relaxing. Tôi rất là đồng ý với bác sĩ David Đặng là về cái mổ đó là cái bước chót. Nếu mà cô thấy mà nó đau khổ quá đó, mà làm bị buồn rầu đó, hồi nãy trước khi mình lên TV đó, tôi với bác sĩ David Đặng có nói chuyện đó, là có rất nhiều người họ bị đau lưng, đau lưng lâu, kéo dài lâu quá thì họ mới bị buồn rầu, thành ra đó cái năng miệng depression đó, thì lúc đó đó thì mình bắt đầu mình suy nghĩ về mổ xẻ. Đúng. Tôi trong trường hợp đó. Thật ra nếu vậy đó, nếu mà tới cái độ mà cô không có thể chịu nổi nữa, mà cô thấy nó buồn rầu quá, mà nó làm cái đời của cô rất là khổ sở, thì tôi với bác sĩ David Đặng đồng ý nên đi làm một cái consultation với bác sĩ giải phẫu bác sĩ David Đặng đồng ý là có hai người loại bác sĩ mà có thể mổ lưng, phải không? Một người là orthopedic surgeon, cái người kia là neurosurgeon. Đúng. Thành ra hai cái nó cũng khác nhau. Đúng. Thì nói tóm lại nha, thì bác sĩ Dylan mới nhắc cô đó là mình phải làm everything else before mình nghĩ tới cái mổ xẻ. Vật lý trị liệu, tập thể dục, stretching exercise, uống thuốc,
chích thuốc đại khái vậy. Từ nào mà mình nghĩ là mấy cái nào không hiệu quả thì mình mới tới bước mới tới cái mức thì nghĩ tới cái mổ xẻ. Thì dù mình mổ xẻ, tôi mới nói đó là dù mình có mổ xẻ đó, nó chỉ là one reason thôi, là nó chỉ solve được one reason thôi, mấy cái problem khác still there. Hay chi có mấy người ta mổ xong không có đỡ, tại sao người ta chỉ cắt được cái đốt xương mà nó đang cấn dây thần kinh, nhưng mà mấy cái bắp thịt, mấy cái xương vẫn yếu như thường, hay chi có thể người ta không đỡ. Dạ, tôi nhớ bác sĩ David Đặng có nói đó là họ nghiên cứu họ thấy đó là mổ xẻ xong rồi đó, sau khi 5 năm đó nó cũng trở lại, có nhiều khi đa số nó cũng trở lại. Đúng. Tới cái trường hợp mà trước khi mình mổ, thành ra cái đó mình dành tới cái phần chót thôi. Đúng. Phải không? Dạ đúng. Dạ. Yeah. Thành ra hy vọng trả lời câu hỏi cho cô rồi ha. Dạ thưa bác sĩ, còn vấn đề mà chích á, có nguy hiểm gì tới sức khỏe không thưa bác sĩ? Chích thường không có nguy hiểm tới sức khỏe đâu cô, thì thường chích cái risk nó cũng lô lắm cô. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà cô chích thì nó có cái risk là có thể mình bị nhiễm trùng vô cái dây thần kinh của mình á. Còn nếu cô chích nhiều có khi nó làm cho mình võng xương, có thể cái xương nó bị yếu đi, nó có thể nó làm cho mình bị gọi là compression fracture, bị gãy xương. Again, cái chích á, nếu mà mình có dùng á thì nó cũng là temporary thôi, là nó chỉ giúp cho lúc mà cái thuốc nó nằm đó thôi. Hồi mà cái thuốc nó mất đi á thì cái gốc bệnh của cô nó vẫn nằm đó như thường, chứ có thể nó sẽ trở lại. Dạ. Bây giờ cái chương trình nó hết thì giờ rồi đó. Tôi rất là xin lỗi. Nếu mà hai bác sĩ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chào hai bác sĩ. Dạ. Dạ chào cô. Quý vị nào mà không có gọi vô được bữa nay, xin email cho chúng ta ytelstv@gmail.com một lần nữa. Rất là cảm ơn bác sĩ David Đặng. Chào bác sĩ David Đặng. Dạ. Dạ. Thì cảm ơn bác sĩ Dylan nha. Dạ. Mình nói chuyện cũng dài dòng và dạ, mình ráng cho bệnh nhân hiểu biết về mấy cái bệnh phong thấp mấy bệnh đau nhất. Dạ. Dạ. Cảm ơn quý vị. Dạ. Cảm ơn quý vị. Hy vọng tái ngộ quý vị vào tuần sau 7 giờ.